Đồ thờ Đức Hiệp xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay Đồ thờ Đức Hiệp xin giới thiệu cho mọi người một hình tượng rất là quen thuộc, đó chính là Đức Phật Di Lặc. Nhìn vào bức tượng này thì mọi người có thấy điều gì đặc biệt không ạ? Đó chính là ở tư thế ngồi của Đức Phật ạ. Một tư thế ngồi không chỉ thể hiện nghệ thuật tinh tế mà nó còn giữ rất là nhiều ý nghĩa về tâm linh sâu sắc ạ. Một tư thế ngồi vô cùng là thoải mái và ung dung nhưng mà cũng rất là kiên cố và ổn định. Phật Di Lặc vẫn luôn dạy chúng ta làm gì ạ? Trong cuộc sống thì nhiều khi chúng ta sẽ gặp phải những thử thách ở trong gai, nhưng mà chúng ta phải luôn giữ vững tâm thế là bình tĩnh và ổn định thì mọi chuyện sẽ trải qua thôi ạ. Và ở hình tượng Phật Di Lặc ở Đồ thờ Đức Hiệp ngày hôm nay thì các bạn có thấy một điều gì đó không ạ? Đó chính là về đỉnh vàng ở trên tay của Phật Di Lặc ạ. Một biểu tượng mang lại sự sung túc và giàu có, một biểu tượng có thể mang lại may mắn và hạnh phúc cho những người sở hữu đẹp. Và đặc biệt về nụ cười sảng khoái luôn nở trên mặt khuôn mặt của Phật Di Lặc, một hình tượng mang lại hạnh phúc và bình an. Và mỗi khi chúng ta nhìn thấy cái hình tượng này thì mọi người có thấy là chúng ta cảm thấy rất là thoải mái và nhẹ nhàng đúng không ạ? Đặt một bức tượng Di Lặc như thế này vào trong những vị trí không gian sống của mọi người, đặt một bức tượng Di Lặc ở những vị trí quan trọng trong không gian nhà mình, không chỉ để nhấn mạnh về những giá trị tâm linh mà nó mang lại, còn hơn thế nữa là khi mà mỗi khi chúng ta nhìn thấy hình tượng của Phật Di Lặc, chúng ta có thể nhớ về những thông điệp mà Phật Di Lặc mang đến cho mọi người ạ. Hãy sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, biết chia sẻ và mở rộng trái tim với những điều xung quanh. Với mỗi bước đi của cuộc sống, hãy để nụ cười của Phật Di Lặc là nguồn cảm hứng để chúng ta lan tỏa yêu thương, sự ấm áp và niềm vui đến mọi người. Nụ cười không chỉ là biểu tượng của hạnh phúc mà còn là chìa khóa mở ra những cánh cửa của cuộc sống. Còn đợi chờ gì nữa mà mọi người không đặt một bức tượng Di Lặc như vậy vào trong không gian sống của mình đi ạ. Hãy liên hệ ngay với Đồ thờ Đức Hiệp để biết thêm thông tin chi tiết. Và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của Đồ thờ Đức Hiệp ngày hôm nay.